Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.513,3 m². Trên thửa đất có 150 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẽ phải là liên thông ga đường nhựa khoảng là 150 m. Con đường này rộng khoảng 1,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về thửa đất vườn này hơn. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 7,8 m, mình sâu vào khoảng 45 m. Đất mình đá ga chữ L là 28 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí mí cổng này nha anh chị. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 7,8 m. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng một số bưởi da xanh và một số mít chanh anh chị. Và chiều sâu của mình thẳng vào 45 thì đất mình nở hậu ga chữ L là 28 nha. Bưởi da xanh này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 4 năm đến 5 năm nha anh chị. Và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Mít thì gia chủ trồng cũng được khoảng 3 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái luôn anh chị. Trên thửa đất có 150 m là đất thổ cư nha. Về thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 65 km là anh chị tới ha. Ở đất của mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ luôn anh chị. Cây ăn trái thì em thấy gia chủ trồng đủ loại hết luôn. Vậy thì anh chị mình khỏi cần trồng thêm luôn. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị mình trồng bưởi nè, dừa, mít, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Mít của mình thì cũng đang trong quá trình là cho trái luôn anh chị. Bên trong thì gia chủ đang trồng một số dừa sim. Mít này là mít Thái nha. Ở vườn cây ăn trái mình thì em thấy đủ loại hết luôn anh chị. Mình sâu vào khoảng 45 m, đất mình đá ra chữ L nha anh chị. Nở hậu là 28. Ở bên trong thì gia chủ có trồng một số dừa.
Dừa này thì khoảng 7 năm đến 8 năm nha anh chị. Và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Mít của mình nè, trái quá trời luôn anh chị. Đất của mình thì tương đối cao và rất là đẹp luôn nha. Đất thì không màu mỡ nha anh chị. Hiện ngày gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 750 triệu cho hết diện tích đất là 1.513 mét vuông. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở mặt tiền của mình thì từ mấy cọc này nè anh chị. Đó, mình thẳng qua cái cọc bên đây, thẳng lên phía trước là 7m8. Ở đất mình đá qua chữ L là 28m. Ở trên thửa đất có 150m là đất thổ cư luôn nha. Giá bán là 750 triệu nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn ha. Anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Chữ L này nè, mình đá qua bên đây là 23m nha anh chị. Cạnh này thì sâu xuống là bên dưới 26m. Xung quanh thì có trụ hết rồi anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm. Đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí này là hết ranh giới của mình nha. Ở phía sau thì nở hậu ra là 28 nha anh chị. Đó, mình thẳng qua bên kia. Đó, mặt tiền mình thì chỉ có 7m8 thôi, sâu vào tới cái cột mà hồi nãy em chỉ là 45. Cái mình đá qua chữ L qua bên đây nè anh chị là 23m đó. Từ 23 thì anh chị mình dòng xuống đây là 26. Đó, đất mình ở sau là 28 nha. Ở trên đất thì chủ yếu là trồng dừa và một số là bưởi da xanh. Tổng diện tích của mình là 1.513 mét vuông nha anh chị. Giá bán là 750 triệu hết đất luôn. Ở trên thửa đất của mình có 150m là đất thổ cư nha. Con đường thì rộng khoảng 1,5m thôi anh chị. Mình chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác. Ô tô thì anh chị cách khoảng 150m đổ lại thôi. Từ vị trí thửa đất mình di chuyển về trung tâm thị trấn Chợ Gạo là 1,5 km nha. Ở bên đây thì mình có một cái ao cá nè. Mít này là mít Thái nha anh chị.
Đó, đất của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua. Đất của mình thì ở phía sau là dung dứt luôn nha anh chị. Từ miếng này nè, thẳng qua bên đây là 23. Với cái cạnh cái đường anh chị đi vào là 7m8, khoảng 30m8 nha anh chị. Chiều sâu xuống khoảng 26. Đất ở sau thì nở hậu ra là 28. Mặt tiền của mình thì chỉ 7m8, sâu vào là 45. Tổng diện tích của mình là 1.513 m². Có sẵn 150m là thổ cư luôn. Vậy thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã có sẵn luôn anh chị. Khu dân cư hiện hữu thì ở rất là đông. Về đây thì anh chị mình có thể mình cất một ngôi nhà. Còn phía sau anh chị mình có thể làm phường ha. Giá bán này thì em thấy cũng phù hợp anh chị. Dừa của mình thì đang cho cháy luôn nha anh chị. Dừa này là dừa dâu và một số là dừa sim. Đất mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ nha anh chị. Phía trước mình là 7m8 nha. Sâu vào tới đây nè, tới cái trụ bê tông này nè anh chị, 45. Từ cái cọc này mình chạy thẳng thẳng qua bên kia là 23. Còn ở đây thì mình còn 7m8 nữa thì khoảng 30m8 nha anh chị. Ở phía sau thì vuông dứt luôn. Chiều sâu xuống này khoảng 26m. Đất mình ở sau nở hậu ra là 28 nha anh chị. Nói chung thì em nói thật là cụ thể để anh chị nắm, để anh chị ở xa mình về đây không mất thời gian ha. Tổng diện tích của mình là 1.513 m², có 150m là thổ cư, giá bán là 750 triệu nha anh chị. Đây là tổng quan thửa đất. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.